xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh kiến thức chuyên sâu trong video tối ngày hôm qua tôi đã nói cho các bạn về tình hình thực tế đang diễn ra tại chiến trường ukraine từ những lời kể của chính những lính đánh thuê tới từ mỹ sẽ không có cơ hội nào cho ukraine nếu không có sự thay đổi về mặt chiến thuật có lẽ chế độ kiev cũng hiểu điều này họ hiểu là mình gần như không có cơ hội để thay đổi lại cục diện trên chiến trường bằng những thứ mà mình có tới từ một phương tây tập thể viện trợ thế nên là vào ngày hôm nay thật sự chế độ kiev đã cho chúng ta thấy họ có một chiến thuật mới một chiến thuật có thể giúp cho Ukraine khiến cho quân đội Nga buộc phải rút lui một cách tự nguyện. Họ sẽ lấy lại được các phần lãnh thổ đã mất bằng cách khiến cho thế giới này sống trong sự cố phóng xạ và hạt nhân. Tôi nói không hòa đầu, hãy xem bài phát biểu mới nhất của Tổng thống online Volodymyr Zelensky vào ngày hôm nay. Mà khi đọc xong, toàn bộ các công dân của thế giới, đặc biệt là phương Tây, đã phải đóng bỉm rồi bình luận trong một trạng thái đầy hoang hoàng. Ông ấy nói rằng, Đối với tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, giờ đây cả thế giới phải nhận ra rằng an ninh chung của toàn cầu đang phụ thuộc hoàn toàn vào những kẻ đang chiếm đóng nhà máy này nga phải nhận thức rõ ràng rằng thế giới nhìn thấy những kịch bản mà những kẻ khủng bố này đang chuẩn bị cho chúng ta và thế giới cần nên sẵn sàng đáp trả nó Phóng xạ là một mối đe dọa đối với tất cả mọi người trên thế giới và nhà máy điện hạt nhân phải được bảo vệ đầy đủ khỏi mọi sự cố bức xạ. Mọi quốc gia đều có sự nhận biết riêng của mình để biết về các khả năng là chuyện gì sẽ xảy ra và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những chuyện đó. Bây giờ, chúng tôi có thông tin từ tình báo của mình rằng quân đội Nga đã đặt các vật thể không xác định giống như chất nổ trên các mái nhà thuộc một số khu vực ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Có lẽ họ đang cố gắng để mô phỏng một cuộc tấn công vào nhà máy hoặc cũng có lẽ họ đang chuẩn bị một kịch bản khác. Nhưng trong mọi trường hợp, thế giới cần thấy và không thể không thấy rằng nguồn nguy hiểm duy nhất đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là Nga chứ không phải ai khác. Thật không may, đã không có phản ứng kịp thời và quy mô lớn đối với vụ tấn công khủng bố vào nhà máy thủy điện Kakhovka và điều này có thể xúi dục điện Kremlin phạm tội ác một lần nữa. Mọi người trên thế giới cần phải có trách nhiệm để ngăn chặn chuyện này. Không ai có thể đứng ngoài cuộc bởi vì phóng xạ sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Các bạn có biết là sau khi tôi đọc xong lời tuyên bố này của Tổng thống online Zelensky, cảm nghĩ đầu tiên của tôi là gì không? Đó chính là tên điền. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức nói về một cụm từ này. Bởi sự thật, nó chính là như vậy. Các bạn có thể ủng hộ Ukraine cho một cuộc chiến vệ quốc. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ ủng hộ một chế độ mà sẵn sàng hủy diệt cả thế giới bởi sự cố hạt nhân. Tôi không đùa đâu, đây đã là bài phát biểu thứ hai mà Tổng thống Zelensky úp mở về một sự cố dò dỉ phóng xạ trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Có lẽ lần thứ nhất ông ấy nói cho toàn bộ thế giới là để chuẩn bị Còn lần này là ông ấy muốn ám chỉ cho thế giới rằng chúng tôi sắp bắt đầu tấn công Tôi cần phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần để cho mọi người hiểu rõ rằng Nga đang hoàn toàn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Và bốn tỉnh của bọn họ vừa mới xác nhập nằm xung quanh nhà máy này Không có bất kỳ một lý do nào để bọn họ có thể phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Chỉ vì muốn chiến thắng Ukraine Bởi vì sau khi sự cố dò dỉ phóng xạ xảy ra Kẻ chịu thiệt hại nhiều nhất lại chính là Nga chứ chẳng phải ai khác toàn bộ các khu vực xung quanh nhà máy này sẽ nhiễm trong phóng xạ và những người nga bắt buộc sẽ phải rút quân cùng di rời dân chúng của mình tới những khu vực khác an toàn hơn vậy cuối cùng ai là những người có lợi ai là những người đã hoàn thành sứ mệnh của mình đó là giành lại được những phần lãnh thổ đã mất từ tay những người nga bằng cách khiến cho cả thế giới này sống trong sự ô nhiễm phóng xạ có lẽ đọc những lời tuyên bố này từ tổng thống zelensky những người phải đóng bỉm đầu tiên đó là toàn thể các công dân tới từ châu âu họ đang phải gánh chịu những hậu quả mà giới tinh hoa của bọn họ đã làm đó là viện trợ cho một chế độ độc tài phát xít để chống nga và giờ đây chính chế độ phát xít này đang bất chấp tất cả tìm mọi cách thắng những người nga bằng cách khiến cho châu âu chìm trong phóng xạ vâng vườn địa đàng của người đứng đầu ngành ngoại giao eu joseph Borrell nói ngoài việc bốc mùi từ nước pháp giờ đây chuẩn bị đón nhận thêm phóng xạ lan tỏa ở khắp nơi hãy xem các công dân tới từ phương tây bình luận như thế nào sau khi đọc bài phát biểu của tổng thống zelensky kìa một tài khoản tên là Daniel và bình luận tại sao những người Nga lại muốn thổi bay những thứ của chính họ. Trong khi một tài khoản khác tên là Banana và bình luận như sau, tôi có vấn đề về niềm tin, Ukraine sẽ tự hủy diệt mình và sau đó nó sẽ thuộc sở hữu của các công ty Mỹ. Một tài khoản khác tên là Chetionic tới từ Anh đã bình luận như sau, đây là một kế hoạch ngu xuẩn mang tính lịch sử của thế giới. Tại sao chúng ta không tiếp tục nói trong nhiều tuần nữa rằng những người Nga sẽ cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và sau đó chúng ta cho nổ tung nhà máy này, mọi người sẽ nghĩ đó là những người Nga và rồi chuyện gì sẽ xảy ra, chà chà và sau đó tất cả chúng ta sẽ hoàn toàn chiến thắng. Trong khi đó một tài khoản nổi tiếng mang cái tên gọi Kim.com và bình luận như sau. Đúng như dự đoán, Zelensky và những con rối ở lầu năm góc của ông ta đang tuyệt vọng leo thang. Họ sẽ cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân và đổi lỗi cho những người Nga. Sau đó anh chàng này lại tiếp tục trích dẫn một bài viết anh ấy đã từng nói vào ngày 23 tháng 6. Đó là một sự cảnh báo về một cuộc phản công của Ukraine đã thất bại thảm hại và Hoa Kỳ cần một lá cờ giả khổng lồ để có thể tiếp tục chiến tranh. Thứ gì đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các nước NATO giống như một đám mây bức xạ hạt nhân và họ sẽ cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau đó đổ lỗi cho Nga. Trong khi một tài khoản khác tên là The General tới từ Mỹ bình luận như sau Nghe này, tên tội phạm, những người Mỹ chúng tôi không ủng hộ cuộc chiến này hay là bạn Bạn cùng với các chính trị gia hiếu chiến của Hoa Kỳ mới chính là mối nguy hiểm cho những người dân của bạn và các công dân của Mỹ Tôi không đồng ý trả tiền cho cuộc chiến này cũng như không cung cấp cho bạn các thiết bị quân sự Tôi cũng không tha thứ cho bất kỳ một người lính Mỹ nào chiến đấu trong cuộc chiến này Sẽ chẳng một ai tin bất cứ một lời phát biểu nào tới từ miệng của bạn đâu Vâng, đây là một trong số những bình luận tiêu biểu mà tôi gửi cho các bạn về các công dân của phương Tây đã nói như thế nào sau bài phát biểu của tổng thống Zelensky. Nếu các bạn chưa tin điều này, hãy gõ từ khóa Zelensky trên Twitter, sau đó hãy đọc phần bình luận. Các bạn sẽ thấy rằng gần như trên 90% tất cả các công dân tới từ phương Tây đều cho rằng đây là một hành động mà tổng thống Zelensky đang muốn cố tình phá hoại thế giới. Ngay cả những người ủng hộ Ukraine giờ đây cũng cảm thấy khó chịu về chuyện này. Đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của một NATO tập thể trong việc viện trợ Ukraine để chiến thắng những người Nga. Họ không còn có thể quay đầu được nữa, họ đã thất bại. Và giờ đây, những kẻ đứng đầu của NATO kia đang liên kết với Ukraine để thực hiện một sứ mệnh cao cả, đó là phá hủy nhà máy điện hạt nhân. Nhằm tiếp tục leo thang trong cuộc chiến, nhằm làm cho thế giới này ngày càng thù ghét những người Nga, để rồi tiếp tục ủng hộ cuộc chiến một cách mãnh liệt hơn. Hãy nhìn đi, nhìn vào thực tế những kẻ mà các bạn đang ủng hộ của chế độ Kiev kia đang đối xử như thế nào với các công dân của thế giới. Hãy thử nghĩ trong đầu rằng nếu chúng ta có đường biên giới sát với cả Ukraine thì chúng ta sẽ ra sao nếu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị công kích. Được rồi, tôi nghĩ vào lúc này sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là nếu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị chế độ kép công kích thì nó sẽ ra sao? Có phải sẽ xảy ra một sự việc tương tự giống như Hiroshima trước đây? Về điều này tôi đã tìm được những tài liệu có liên quan từ phía bên Nga Những người rất có kinh nghiệm về việc xử lý những sự cố của nhà máy điện hạt nhân Họ cũng đã phân tích bài phát biểu của Tổng thống Zelensky Và đánh giá những rủi ro có thể xảy ra nếu nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị tấn công như sau Vào ngày hôm nay, Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một cơn cuồng loạn hạt nhân của mình cho chúng ta Thậm chí có một số chuyên gia tới từ Kiev nói rằng Nga đã sẵn sàng cho một kế hoạch làm nổ tung hồ làm mát Khiến cho mực nước từ các lò phản ứng sẽ bị rút đi có vẻ như là chế độ Kiev đang muốn thực hiện cái cách này. Vậy, câu hỏi được đặt ra là chạm làm mát dừng hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra? Các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có hai mạch độc lập làm mát. Mạch bên ngoài là dùng nước từ ao để làm mát và mạch bên trong là dùng nước lọc sâu hay còn được gọi là nước tinh khiết. Tuy nhiên, 6 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã ngừng hoạt động, thế nên là việc sử dụng ao để làm mát không còn cần thiết. Ngay cả khi Ukraine có kế hoạch cho nổ tung cái ao này, thì các lò phản ứng đang ngừng hoạt động vẫn sẽ được làm mát bằng các hệ thống làm mát bên trong, đó là sử dụng nước tinh khiết. Vậy nên, một vụ nổ tương tự như Chernobyl sẽ không xảy ra đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bất chấp chế độ kép của tấn công. Hiện tại các lò phản ứng điện hạt nhân của Zaporizhia đang ngừng hoạt động, nhưng ngay cả khi tổ máy này hoạt động với công suất tối đa thì trong trường hợp xấu nhất nó cũng chỉ xảy ra hiện tượng giảm áp suất và hệ thống bảo vệ sẽ ngay lập tức hoạt động. Một lò phản ứng phải ngừng hoạt động vì lý do trên, thậm chí nó còn an toàn hơn. Vậy nên nếu lực lượng vũ trang Ukraine đang có kế hoạch thực hiện một kịch bản theo kiểu Fukushima, thay vì tấn công vào các lò phản ứng năng lượng, họ có thể sẽ tấn công vào mạng lưới cung cấp điện. Trong trường hợp này, nhà máy điện Zaporizhia sẽ mất điện hoàn toàn. Lúc đó những máy phát điện diesel sẽ buộc phải bật lên để cung cấp năng lượng cho các máy bơm để làm mát các lò phản ứng. Trước đây, các lực lượng vũ trang Ukraine đã từng bắn một số quả đạn pháo cỡ 155mm của NATO vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia một trong những mảnh vỡ của chúng đã được tìm thấy trong một bể phun của hệ thống làm mát. Nếu bể này bị phá hủy thì các lò phản ứng hạt nhân sẽ bắt buộc phải làm mát bằng các hệ thống dự phòng khác. Vì vậy, việc cố tình tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia gần như là vô nghĩa. Nó sẽ không thể tạo ra được một vụ nổ như là Chernobyl hay sự do gì phóng xạ cũng gần như là không thể. Vậy câu hỏi được tiếp tục đặt ra là nếu việc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là vô nghĩa, vậy chế độ Kiev đang có mục tiêu gì đây? Có lẽ các lực lượng vũ trang Ukraine đã được phép tấn công vào nhà máy này Khi mà những người Mỹ phân tích sẽ không có một thảm họa nào thực sự xảy ra Thứ mà họ muốn là tạo ra một thảm họa theo kiểu bắt chiếc Để làm được điều này, chế độ Kiev cần một lượng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng Sau đó sẽ dùng số nhiên liệu này cho nổ ngay trong lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Một vụ nổ như vậy sẽ chỉ gây ô nhiễm phóng xạ cho đất và các vùng lãnh thổ xung quanh Nó sẽ không trở thành một vụ nổ theo kiểu Chernobyl hay Hiroshima tùy thuộc vào quy mô của lượng nhiên liệu phóng xạ mà chế độ Kiev mang theo cho nổ trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nó có thể gây ô nhiễm phóng xạ xung quanh hàng chục, thậm chí hàng trăm km tùy thuộc vào sức gió, lượng mưa cũng như lượng phóng xạ mà chế độ Kiev cho nổ ở nơi đây. Đây chính là điều mà Ukraine và NATO có thể sử dụng để thay đổi kết quả trên chiến trường. Một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nó sẽ buộc quân đội của Nga phải rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trong các khu vực bị nhiễm phóng xạ. Mặt khác, Vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia cũng có thể giúp cho nước Mỹ tránh khỏi lo ngại do gì các công nghệ hạt nhân mới nhất của mình. Bởi vì trong nhà máy này đang sử dụng các thanh nhiên liệu Westinghouse của Mỹ. Nếu công nghệ này rơi vào tay Nga hoặc các cường quốc khác, chẳng hạn như là Trung Quốc thì sau đó chắc chắn rồi, một cuộc chạy đua năng lượng hạt nhân sẽ bắt đầu mà Hoa Kỳ rất có thể sẽ không giành được chiến thắng do các đặc điểm kinh tế, chính trị của thế giới đa cực ngày nay. Vậy đó, những báo cáo về những người có kinh nghiệm hạt nhân ở Nga đã cho chúng ta thấy rằng khả năng nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye phát nổ như vụ Chernobyl là gần như không thể xảy ra. Tuy nhiên, từ sự phân tích của những chuyên gia này, chúng ta mới thấy được đó là lý do tại sao Ukraine dám tấn công vào nhà máy Zaporozhye. Bởi vì nếu mà nó nổ tung thì Ukraine cũng toàn. Tóm lại, nhìn đi nhìn lại, các bạn sẽ thấy được rằng Ai mới là người có lợi nhất trong việc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye? Nga không có lý do gì để tấn công vào nhà máy này phải không nào? Chẳng lẽ họ tự phát tán ra phóng xạ, sau đó bắt buộc chính mình phải rút quân khỏi những phần lãnh thổ đã chiếm đóng của Ukraine? Tóm lại với tôi, đây là một kế hoạch vô cùng độc ác. Nếu Ukraine thật sự dám tấn công vào nhà máy này, thì khu vực bán kính xung quanh nhà máy 100 km sẽ không còn một ai dám sống ở đây nữa. Chưa kể tới mùa mưa, phóng xạ ở khu vực này sẽ dần dần ngấm vào các mạch nước ngầm và di chuyển tới nhiều nơi khác, thậm chí là gây ô nhiễm cho nguồn nước chính. Vào cái lần đầu tiên mà Tổng thống online Zelensky tuyên bố những người Nga chuẩn bị tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaborgia, ngay tại thời điểm đó thì giám đốc cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc là Rafael Mariano Grossi cũng đã tới thăm nhà máy này. Sau đó ông ấy đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Ukraine. Vậy nên tổng kết lại tôi có hai giả thuyết đưa ra về trường hợp này. Giả thuyết thứ nhất đó là Ukraine dưới sự hậu thuẫn của những người Mỹ được phép tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia để khiến cho những người Nga bắt buộc phải rút quân khỏi một số phần lãnh thổ đã chiếm đóng đặc biệt là ở khu vực Zaporizhia. Giả thuyết thứ hai là Ukraine đang tự mình hành động, không thông qua NATO hay nói chính xác hơn là chế độ Kiev đang đe dọa phương Tây, đặc biệt là châu Âu, rằng nếu không tiếp tục viện trợ cho chúng tôi, nếu không cho chúng tôi vào NATO thì hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân đấy. Theo các bạn thì giả thiết nào phù hợp nhất với cả chế độ Kiev vào lúc này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.